Cảm ơn Đình Tú. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến đây. Chúng ta cùng kỷ niệm lễ Father Day và với chủ đề là tình cha. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhớ lại trong cuộc sống của chúng ta. Có những chút chúng ta phá vấp, có những chút lúc chúng ta làm cho người cha buồn lòng. Và hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, ngoài người cha dưới đất của chúng ta, người đã sinh ra chúng ta, thì đó là một tình yêu cao cả hơn. Đó là người cha, cha ở trên trời. Trước đây Hoàng Nam sinh ra trong một gia đình không biết Chúa, và Hoàng Nam cũng chỉ biết đến người ta đi nhà thờ, rồi người ta có ngày lễ Giáng sinh Noel của những người theo đạo thôi. Hoàng Nam nghĩ là đó là một cái gì đó xa vời, nó không phù hợp với mình, mà đó là đạo ai thì người đấy giữ. Đó là điều Hoàng Nam suy nghĩ. Cho đến một ngày, tình yêu của Chúa đụng chạm vào tấm lòng của Hoàng Nam. Có lẽ là Chúa rất là yêu thương nên Chúa đã kêu gọi để cho Hoàng Nam có cơ hội thực sự được tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của mình. Và quả thật, như một lời bài hát, chúng ta đi tìm một con đường, tìm một lối đi, rồi ngày qua ngày, cuộc đời quá nhiều khó khăn, thử thách, nhiều sự nghi ngờ lẫn nhau, để rồi một ngày ánh sáng chiếu rọi trong tâm hồn của mình. Và ta chợt nhận ra có một tình yêu thật cao cả, một tình yêu khác hẳn với tình yêu của đời thường mà chúng ta vẫn tiếp xúc. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài đã mang đến cho chúng ta nhiều điều trong cuộc sống này chúng ta chưa biết. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là sự may mắn, chứ đều đang nghĩ rằng cuộc sống của mình gặp nhiều những sự tốt đẹp, đó là may mắn. Còn gặp nhiều những sự vấp váp thì đó là sự xui xẻo, và nói là thôi, một là mất tiền thì nói là thôi thì cùng đi thay người, an ủi với nhau như vậy. Nhưng mà của mà cứ đi mãi, mà cứ mãi mà cứ đi suốt ngày như thế là nói hoài cái câu đó là cũng cảm thấy được mệt lắm. Cho đến một ngày mà Hoàng Nam nhận ra một điều rằng mọi điều Chúa đã sắp xếp cho đời sống của mỗi chúng ta rồi. Chúng ta hãy cứ biết dâng lòng cảm tạ Ngài, và công việc của Ngài, Ngài sẽ ban lại chúng ta cái sự phước hạnh và bình an thực sự trong tâm hồn của mình. Còn các câu kế tiếp xin gửi tới quý vị, chúng ta cùng lắng đọng một lần nữa, nghe lại từng ca từ bài hát này. Nó thấy giống như là Hoàng Nam vậy, trước đấy cứ mải mê đi tìm một lối đi cho riêng mình, và cứ thấy rằng cuộc đời này sao nhiều khó khăn, nhiều thử thách, và người ta còn nói là đời là bể khổ nữa. Tại sao chúng ta phải sinh ra cuộc đời này mà lại phải là sống trong một bể khổ nhỉ? Vậy là bố mẹ mình sinh mình nhầm chỗ hay sao? Cảm ơn Chúa, Hoàng Nam chợt nhận ra một điều rằng nếu cuộc sống của chúng ta nhận biết Ngài, nhận biết tình yêu của Cha Thiên Thượng, cuộc sống của chúng ta không còn là bể khổ nữa đâu quý vị ạ, mà đó là sự bình an ngập tràn, một sự bình an mà Chúa nói rằng chẳng phải như thế gian cho, lòng các con chớ bối rối và đều sợ hãi. Xin mời quý vị cùng nghe lại và con tin đã vui trở lại. Tôi hy vọng
Trong tâm hồn, nguyện yêu mãi, xin người mà thôi.